Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 50, sau khi Mục Trần phong ấn thành công đại tu Di Ma Trụ, anh ấy rất nhanh đã quay lại chiến với Bạch Hiên để cứu mọi người. Lúc này, lấy thân hình đầy sát khí, Mục Trần cũng liền lao thẳng về phía Bạch Hiên trước mắt. Thế vậy, Bạch Hiên chấn bay Tô Huyên về phía xa. Sau đó, Bạch Hiên phóng tới, huyết thương bao trùm trong linh lực cuồng dã xé toạc không trung, nhanh như chớp phóng về phía vào Mục Trần. Cơ thể hai người va vào nhau vô cùng quyết liệt, trên tay Mục Trần nắm đấm không ngừng tung ra. Còn Bạch Hiên, cây mâu sắc nhọn liên tục lao tới. Cứ thế, hai người công kích lẫn nhau, kinh khí không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Lúc này, ở phía dưới, Tô Huyên yếu ớt được mọi người đỡ dậy, ánh mắt lảo đảo dõi theo Mục Trần, trên miệng liên tục kêu hắn cẩn thận. Còn hai người kia, vừa đánh, thanh âm Bạch Hiên vừa vang lên nói, mùi vị sắc khí gặm nhấm cơ thể khó chịu lắm nhỉ, yên tâm, ta sẽ lấy mạng ngươi để ngươi được giải thoát. Nghe vậy, Mục Trần đáp, người bỏ mạng ở đây là ngươi mới đúng. Dứt lời, Mục Trần gầm gừ, từng quyền cứ thế đánh về phía trước, cùng cây thương kia va chạm khiến nó rung lên. Phía dưới, nhờ Mục Trần giao chiến, mọi người cũng bất ngờ, thanh âm vang lên nói, thực lực của hắn sao lại tăng vọt nhiều như thế? Ta nghĩ, lúc này hắn đã mượn sức mạnh của ma trụ đối chọi với Bạch Hiên, bây giờ chỉ còn có thể dựa vào hắn mà thôi. Còn trên trời cao kia, khi thanh chiến mâu va chạm với quyền cước, nó liền tóe lửa, khí lãng cuồn cuộn nổ ra, không gian biến dạng. Ở trên một mỏm đá, nhìn Mục Trần đang chiến với Bạch Hiên, thân ảnh của ma long tử trên người đầy gai nhọn bất chợt xuất hiện, nhìn chăm chăm xuống dưới, khuôn mặt hắn ta đầy dữ tợn. Gần đó, một vài người nhận ra thân ảnh này, họ xì xào nói, thông tin ma long tử xếp hạng 2 bảng châu thưởng hiện thân tại Bạch Long Khâu là thật. Theo ánh mắt của ma long tử nhìn xuống, cuộc chiến lúc này đã ngày càng gay cấn hơn. Bạch Hiên sau một hồi đã quyết định dùng toàn lực, một chiêu huyết hải dung luyện mang theo kình khí đỏ như máu xuất hiện. Đối diện với hắn, bàn tay Mục Trần khẽ động, một chiêu Bạch Hổ thần ấn thi triển, một con mãnh hổ mang theo sát khí ngập trời bạo phát. Sau đó, thanh âm vang lên quát, ai sống còn chưa biết đâu. Dứt lời, con mãnh hổ kia liền lao về phía trước. Trong khoảnh khắc mãnh hổ cùng trường thương va chạm, đạo công kích từ trường thương bị vỡ nát, Bạch Hổ cứ thế lao về phía Bạch Hiên. Thấy vậy, Bạch Hiên ngay lập tức ngưng tụ lực lượng, một chiêu huyết hồn chiến mâu liền phóng ra hung hăng cùng Bạch Hổ va chạm. Trong khoảnh khắc đó, tiếng vang kinh thiên theo khí lãng kinh người tỏa ra, Mục Trần và Bạch Hiên đều bị văng ngược ra xa, thân thể đập vào vách núi. Thấy Mục Trần đả thương mình, Bạch Hiên liều mạng gầm lên, hắn ta một sớm một còn lao tới công kích Mục Trần. Đáng tiếc, Mục Trần cũng chẳng màng sinh tử, rất nhanh phản công. Cuối cùng, một quyền liền đấm bay thân thể Bạch Hiên vào vách núi. Từ trong khói bụi, thân thể Bạch Hiên rơi xuống đất, sinh cơ cũng dần biến mất. Thế nhưng, Mục Trần cũng yếu đi rất nhiều. Ngay lập tức, mọi người cũng chạy về phía Mục Trần và đỡ lấy anh ấy. Thế nhưng, đúng vào lúc này, trên vách núi phía sau đám người Tô Huyên, ma long tử nhìn vào Mục Trần, thanh âm bất chợt vang lên nói. Đáng tiếc, kẻ nào cũng bị thương cả, thế thì thật là chán. Nghe vậy, mọi người lập tức nhận ra đây là ma long tử, ánh mắt nàng tràn ngập sợ hãi. Ở bên cạnh, Tô Huyên thở nhẹ nói, chẳng lẽ lần này chúng ta không thoát nổi sao? Còn ma long tử, sau một hồi nhìn nhau, hắn ta cùng Mục Trần liền trải qua một trận võ mồm quyết liệt. Cuối cùng, ma long tử cười lớn, vươn tay nắm lấy trường kiếm đeo trên lưng, lắc tay một cái liền phóng về phía Mục Trần. Thế vậy, Quách Hung phối hợp cùng Tô Huyên và An Nhiên liền cầm chiếc kiếm phòng ngự của mình lao lên chống đỡ. Thế nhưng, ba người rất nhanh đã bị đánh cho trọng thương. Thế vậy, Mục Trần siết chặt tay, sát khí lại một lần nữa bạo nộ. Nhìn Mục Trần, ma long tử lôi điện bạo phát, công kích liền phóng ra. Đối diện với nó, Mục Trần gầm lên, ngay lập tức, anh ấy liều mạng dùng xâm la tử ấn ngưng quyền đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, bất chợt phía sau Mục Trần xuất hiện một thanh trường thương phóng tới, mạnh mẽ nghệ kháng cùng ma long tử. Kinh khí nổ mạnh khiến Mục Trần bị bắn ra xa, sau đó một thân ảnh nam tử lặng yên xuất hiện. Tô Huyên vừa nhìn thấy kim thương kia mừng rỡ, thốt lên nói, là thiên liên chiến thần thương. Thế vậy, ma long tử cũng nhận ra kim thương kia, hắn ta nhìn về phía trước cười nói, thẩm thương sinh, người thật đúng là âm hồn không tan. Thanh niên đang cầm kim chiến thương nở một nụ cười nhạt trên gương mặt, kiên nghị quát. Ma long tử, muốn giao đấu thì đến tìm ta, gây khó dễ cho hậu bối của ta làm gì? Nghe vậy, tên kia chỉ cười nhẹ. Đến đây thì hết tập 51 Đại Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.